Chồng ngồi xe lăn được vợ đẩy lên thang cuốn và cảnh tượng sau đó khiến nhiều người hú hồn hú vía. Theo đoạn clip ghi lại, người chồng bị bệnh nên phải ngồi xe lăn, còn người vợ phụ việc đẩy xe. Lúc này do muốn di chuyển xe lăn lên lầu trên bệnh viện, người vợ do bất cẩn và có lẽ không biết cách đi thang cuốn nên đã đẩy xe lăn của chồng lên bậc thang. Ngay sau đó cả hai vợ chồng đã gặp nạn, họ mất thăng bằng, ngã xuống thang cuốn, khiến những người có mặt không khỏi hú hồn hú vía. Ngay lập tức các y tá, bác sĩ và người dân đi khám chữa bệnh ở gần hiện trường đã chạy đến để giúp đỡ cặp vợ chồng lớn tuổi. Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người vô cùng cảm thông trước hành động của người vợ. Có lẽ do chưa quen cách sử dụng thang cuốn nên mới vô ý đẩy xe lăn của chồng lên. Nói thật, người trẻ đi thang cuốn còn sợ, huống gì là các bà, các mẹ không quen với việc này. Chỉ thấy thương cặp vợ chồng thôi, đi bệnh viện chẳng có con cái đi theo, còn gặp nạn vậy nữa, mong là không sao. Thấy thương quá, chắc cô chú ở quê lên thành phố chữa bệnh nên chưa biết cách đi thang cuốn mới để xảy ra sự việc trên. Còn bạn, bạn nghĩ sao về trường hợp của cô chú này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức đáng lưu tâm trong cuộc sống từ chúng tôi nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.